Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chân dung con trai của Lâm Chấn Khang, gương mặt điển trai từ nhỏ. Bà xã Lâm Chấn Khang khoe hình ảnh xoáy ca của con trai lên trang cá nhân, cho biết vừa được ba cắt tóc mùa dịch. Gia đình Lâm Chấn Khang đang chứng minh nhan sắc vượt trội khi các con trai con gái đều thừa hưởng những nét đẹp từ ba mẹ. Những ngày vừa qua, con gái Hạo Nam đã gây bão về gương mặt đáng yêu. Tiếp theo, Kim Jun Si lại khoe hình ảnh đẹp trai của con trai lớn. Mới đây, trên trang cá nhân của Kim Jun Si vừa chia sẻ lại hình ảnh của con trai lớn vừa được ba Lâm Chấn Khang cắt tóc. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của khán giả đều tập trung vào gương mặt điển trai. Kim Jun Si viết, con trai lớn của Si đó các tình yêu, anh ấy bữa nay lớn lắm rồi, cách suy nghĩ cũng lớn. Ba Khang mới cắt tóc cho con trai cái đầu đẹp ghê, cùng với dòng trạng thái là hình ảnh cậu con cả Ken với gương mặt chuẩn soái ca. Cậu bé nay đã lớn hơn rất nhiều và sở hữu đường nét thanh tú. Gương mặt của con trai lớn thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ, có đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng miệng cười duyên dáng. Cậu bé Ken ngày nào giờ đây càng ra dáng thiếu niên điển trai, khiến họ chị em phải đứng ngồi không yên vì vẻ ngoài điển trai. Trên trang cá nhân của Ken cũng thường xuyên cập nhật nhiều hình ảnh đời thường, tuy nhiên trong tất cả các bức ảnh đều có điểm chung về nhan sắc nổi bật. Nếu như nói rằng Lâm Chấn Khang là một ca sĩ rất được khán giả miền Tây yêu thích vì điển trai, hát hay, thì trong tương lai con trai nam ca sĩ có thể thay thế vị trí này trong lòng khán giả. Ngóc tì đầu lòng nhà giọng ca ghét chính anh được dự đoán là nam thần tương lai. Nếu tiếp bước con đường của phụ huynh tham gia vào nghệ thuật thì hẳn cũng sẽ nhanh chóng có ấn tượng ban đầu vì sở hữu gương mặt điển trai. Chỉ mới 14 tuổi nhưng Ken đã cao trên 1m76 và trong tương lai còn phát triển vượt trội. Theo vợ Lâm Chấn Khang nhận xét, con trai đầu có nhiều nét giống ông xã và có thành tích học tập khá tốt. Cậu bé từng gây sốt khi nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Ông Hoàng miền Tây cũng từng chia sẻ trong sinh nhật con trai cách đây không lâu. Mới đó đã 13 năm trôi qua, nhìn con lớn như thỏi và trưởng thành theo từng ngày. Ba cảm thấy hạnh phúc, 13 tuổi cao 1m76. Kiểu này 2 năm nữa, chắc đưa ba đi vào dĩ vãng. Chúc con trai sinh nhật vui vẻ, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, học giỏi và vâng lời ông bà cha mẹ, yêu con. Sau khi có em gái, anh cả càng trở nên thân thiết và cưng chiều Tina. Ken thường xuyên khoe ảnh bé em và chơi đùa cùng cô Út mới sinh cách đây không lâu. Gương mặt của hai anh em cũng cực kỳ giống nhau. Kể từ ngày xuất hiện với gương mặt xoáy ca gây bão trong đám cưới ba mẹ, con trai Lâm Chấn Khang đã nhận được nhiều sự chú ý. Đến hiện tại, nhan sắc cậu bé hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Không chỉ có vẻ ngoài khiến cư dân mạng lùi tim, mà con trai Lâm Chấn Khang còn có nhiều tài lẻ giúp cậu bé nhận được nhiều sự quan tâm. Cách đây không lâu, trong sinh nhật của mẹ, con trai lớn của Lâm Chấn Khang đã đệm đàn cho ba hát bài Happy Birthday xong để chúc mừng sinh nhật vợ. Nam ca sĩ hướng cho con trai theo con đường nghệ thuật khi cho cậu bé học nhiều nhạc cụ khi còn khá nhỏ. Ngoài ra, Ken còn nổi bật với câu chuyện nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. Lâm Chấn Khang đầu tư khá nhiều vào việc học tập cho con. Anh muốn các con học tập được những điều tốt nhất, dù giá học phí có đắt đỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.